Trong phim Lạc Lối, Vạn Kiều Bách, Trịnh Gia Dĩnh đóng, vì muốn chăm sóc cháu gái Vạn Tử Du, Lại Úy Đinh đóng, hai người đã lập ra một quy lệnh là không làm quân tử trong nguy cơ. Điều này đã trở nên mâu thuẫn lớn đối với công việc cảnh sát của Vạn Kiều Bách. Trịnh Gia Dĩnh vốn quen diễn những vai diễn bá đạo, nên lần này anh cảm thấy khá mới mẻ. Anh chia sẻ, trước tiên tôi phải cảm ơn giám chế Vương Tâm Ủy, chị ấy là lại quý nhân của tôi trong con đường nghệ thuật. Lần nào cũng sáng tạo ra những vai diễn đặc biệt dành cho tôi, từng bước dẫn dắt tôi tiến bộ. Ami đã cho tôi là một người đàn ông nhỏ bé trong phim Lạc Lối, là một cảnh sát đáng để anh phải vô cùng gan dạ. Nhưng vì người thân duy nhất trên đời, nên khi đứng trước nguy cơ, sẽ suy nghĩ có nên liều hay không và trở nên sợ chết. Tuy bản chất của Vạn Kiều Bách là một người trượng nghĩa, nhưng do gánh nặng nên luôn mâu thuẫn với chính mình. Giám chế Vương Tâm Ủy nói, bản thân tôi và các vai diễn trước đây đều có ánh mắt sắc bén. Thật ra, muốn có ánh mắt sắc bén mới khó. Ngược lại, chỉ cần hóa thân vào vai diễn thì tự dưng ánh mắt sẽ không sắc bén như vậy nữa. Rất đơn giản. Trịnh Gia Dĩnh và Điền Duy Ni từng đóng chung trong phim Only You Chỉ Có Em. Nhưng lần này mới có cơ hội diễn tai đôi. Trịnh Gia Dĩnh cho biết, có rất nhiều hiệu ứng và rất thích vai phản diện do Điền Duy Ni thể hiện. Nhân vật kế Dĩnh Nghiêm, Điền Duy Ni đóng là một nữ cường nhân tài giỏi. Nhưng trong chuyện tình cảm lại gặp không ít trắc trở. Còn Vạn Kiều Bách là một người chính nghĩa, nhìn thấy cô bị chồng ăn hiếp nên muốn giúp cô. Hai người quen biết nhau từ đó và dần nảy sinh tình cảm. Nhưng kết phim lại khá buồn, chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn và cuối cùng trở thành đối lập. Trong phim, chúng tôi cùng đấu trí đấu lực. Ngoài đời, cả hai cùng rèn luyện diễn xuất. Tôi rất thích lối diễn của Điền Duy Ni, mọi người không cần phải nghi ngờ diễn xuất của cô ấy. Hơn nữa, đây là vai diễn có cơ hội phát huy. Một số diễn viên nói không thích đóng vai phản diện, tôi cảm thấy họ rất ngốc. Vai diễn phản diện mới không bị hạn chế, đây là dạng vai có thể tự do phát huy. Ngược lại, vai chính diện mới khó diễn. Vai phản diện rơi vào tay của Điền Duy Ni, tôi tin rằng sẽ không khiến khán giả thất vọng. Lạc Lối là bộ phim tạm biệt của Trịnh Gia Dĩnh trên màn ảnh nhỏ TBB sau bộ phim Thiên Nhãn và Cương. Dù rằng anh không hứa hẹn khi nào trở về TBB, nhưng Vạn Kiều Bách trong phim Lạc Lối là vai diễn hoàn toàn mới mà Trịnh Gia Dĩnh muốn gửi đến khán giả.